Khi mình ước mơ, tham vọng đủ chuyện hết mà cái này cũng không bao giờ có. Như kinh nghiệm bản thân thầy, thầy thấy ngày xưa thầy rất muốn đi du học. Cái ham muốn nhất của thầy là đi du học. Nhưng mà cái điều kiện du học có đủ hết rồi, chỉ còn chờ một cái là xách gói đi nữa thôi. Nó còn kẹt một cái nữa là cái visa chưa lấy được. Thì tại sao lấy không được? Tại vì mình ham muốn quá cho nên nó phải có một cái thử thách. Tự nhiên có một cái người nào đó, họ không muốn cho mình đi học đâu. Thành ra họ tới họ nói với cái ông bảo lãnh của thầy. Ông bảo lãnh của thầy là ông sư người Nhật, mà bạn của cái ông sư mà bây giờ thường hay đi qua thăm thầy đó. Ông này ông chỉ nói với cái ông kia một tiếng thôi. Cái ông trí quản đó ông quậy dữ lắm, nói vậy thôi.